Tiếp tục chương trình thời sự tối nay với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay các thí sinh Đà Nẵng tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 với môn toán. Đề thi môn toán năm nay có 5 câu hỏi với thời gian làm bài là 120 phút, phân chia kiến thức tương đối đều cả phần đại số và hình học. Theo các thí sinh, sau khi hoàn thành môn thi, đề toán năm nay có một số câu phân hóa cao nên không dễ để đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, nếu nắm vững kiến thức trong chương trình sách giáo khoa thì vẫn có thể đạt điểm tốt. Cũng vừa vừa, không khó không dễ. Dạ, đề 5 câu, có chút là em thấy cũng bình thường tại vì em cũng học hết rồi. Nó không giống mọi năm lắm, có vài câu B của mấy bài đại nó khó hơn. Em làm hết thời gian và chắc là cũng ổn. So với đề năm ngoái thì em thấy đề nó cũng vừa chừng đối với sức của tụi em. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng, buổi thi sáng nay có 98 thí sinh vắng thi không lý do, không có trường hợp thí sinh giám thị vi phạm quy định thi và các sự cố khác, công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo. Theo đánh giá chung, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố, công tác qua thi được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy chế, đề thi bám sát chương trình, tạo tâm lý tốt cho thí sinh. Công tác tổ chức thi để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn phố Đà Nẵng đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và đúng quy định. Không có sự cố bất thường nào xảy ra. Là nữ học sinh năm nay là chịu ảnh hưởng nhiều bởi những năm mà vướng vào cái phòng chống dịch. Thì cái việc đến trường, việc học tập không được như những cái thế hệ trước đây. Thì chúng tôi cũng có những cái cân nhắc để ra những đề và nó phù hợp với điều kiện của địa phương và phù hợp với việc tổ chức ôn tập dạy học của các trường. Ngày mai, hơn 1.000 thí sinh sẽ thi môn chuyên, dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Theo chỉ tiêu vào các trường công lập, năm nay thành phố Đà Nẵng có 11.432.000 chỉ tiêu trên 15.484.000 thí sinh đăng ký dự thi.